Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tháng 5 năm 2019, vận hạn 12 con giáp, cảnh giác họa tới tan tành sự nghiệp, hao tổn tiền bạc. Bước sang tháng mới, 12 con giáp sẽ gặp những chuyện gì không may? Vận hạn 12 con giáp tháng 5 dương lịch sẽ là như thế nào? Hãy cùng Lịch Nghề Tốt theo dõi ngày sau đây nhé. Vận hạn của người tuổi Tý, tình cảm trục trặc. Xem tử vi về vận hạn của 12 con giáp trong tháng 5 năm 2019 dương lịch ứng với tháng 4 âm lịch, người tuổi Tý không được may mắn cho lắm trong chuyện tình cảm. Nhân duyên nhạt nhẽo, bản mệnh mệt mỏi khi không ít chuyện phiền phức xảy ra. Với người độc thân thì đó là những mối quan hệ chồng chéo không thực sự rõ ràng. Bạn không hiểu tại sao bản thân mình không thể lý trí hơn mà chỉ làm theo cảm tính. Chính bạn cũng không hiểu mình muốn gì, mình yêu ai, đối phương càng vì thế mà càng cảm thấy khó hiểu, thậm chí sẽ cho rằng bạn là người lăng nhăng, không chân thành trong tình cảm. Người độc thân còn thường bị ảnh hưởng bởi tâm lý sợ hãi những gì chưa xảy ra. Đi qua những nỗi đau trong quá khứ, bạn không dám tưởng tượng mình có thể vượt qua nó thêm lần nữa, dứt khoát cắt bỏ nguy cơ đau thương. Vợ chồng tuổi Tý tình duyên phai nhạt, thân ở bên nhau nhưng tâm thì sớm đã cách xa, không còn sự đồng điệu về tâm hồn thì khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng lớn hơn. Mất tiền hào của. Theo vận trình tài lộc của tuổi Tý thì tháng năm dương lịch này bản mệnh dễ mất tiền hào của lắm đó. Thu nhập trong tháng thì cũng vẫn vậy thôi, nhưng chả để ra đồng nào, có khi còn phải đi vay mượn bởi có đủ chuyện phát sinh cần dùng đến tiền ấy chứ. Đặc biệt, những chú chuột cần thận trọng trước những lời mời chào ngon ngọt. Bề ngoài thì họ nói rằng mình đang cần người đầu tư hay người cùng hợp tác làm ăn. Nhưng nếu bạn không tìm hiểu kỹ ngọn ngành mà cứ thế tìm người thì nguy cơ bị lừa gạt vô cùng lớn. Thêm vào đó, con giáp này cũng dễ bị tình cảm làm cho mù quáng mà không phân định được lúc nào nên đi theo cảm xúc, lúc nào nên ngừng lại để tránh bị lợi dụng. Chẳng những tổn thương tình cảm mà còn hao tổn tiền bạc nữa. Công việc bất ổn. Đường công danh sự nghiệp của những người cầm tinh con chuột trong tháng năm nay gặp phải trở ngại khá nhiều. Trong khi bản thân con giáp này chưa thực sự vững vàng và quyết tâm với con đường mình theo đuổi, khiến cho khó khăn chồng chất khó khăn. Bản mệnh đứng trước những biến động trong công việc không giữ được sự bình tĩnh mà dễ bị hoang mang, hoảng loạn, từ đó mắc phải sai lầm không đáng có, ảnh hưởng đầu tiên đến chất lượng công việc, tiếp đến đó là uy tín cá nhân. Chẳng những thế, áp lực còn đến từ phía khối lượng công việc càng ngày càng tăng, trong khi kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mới của bản mệnh thì lại không nhiều. Tuổi Tý mệt mỏi và chán nản khi cứ phải tăng ca làm thêm giờ liên tục, bế tắc không tìm thấy hướng ra cho mình. Sức khỏe giảm sút. Người tuổi Tý cần chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe trong thời điểm này. Tháng 5 năm 2019, với những áp lực khá lớn về cả chuyện tình cảm, công việc và tiền bạc khiến cho con giáp này mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều đến tinh thần và thể chất. Ngoài ra, bản mệnh còn có nguy cơ gặp phải tai họa bất ngờ hoặc ốm đau bệnh tật ngoài dự kiến của mình. Vận hạn của người tuổi Sửu. Thị phi bùa vây. Bước sang tháng 5 dương lịch, người tuổi Sửu có thể sẽ gặp nhiều rắc rối vì những chuyện thị phi đồn đại chẳng rõ đúng sai thế nào. Bản mệnh cần phải kiểm soát lời nói, hành động của mình để tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Tiểu nhân ganh ghét nhìn với những gì bạn đang có nên sẽ tìm cách để gạt bạn khỏi vị trí tuổi Sửu đang nắm giữ. Điều này cho thấy những âm mưu đã được vạch ra từ trước của kẻ xấu bụng chứ không chỉ là hành động tự phát do không kiểm soát được lòng ganh tị. Tuổi Sửu cần phải bình tĩnh khi giải quyết công việc, bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp, thậm chí là sẵn sàng cãi nhau tay đôi với cấp trên. Mặc dù tất cả chỉ là vì lợi ích công việc, nhưng cách thể hiện thiếu tinh tế thì chỉ khiến bạn rước họa mà thôi. Vận hạn của người tuổi Dần. Tiểu nhân quấy phá. Trong số những vận hạn mà người tuổi Dần phải gánh chịu trong tháng 5 năm 2019 dương lịch này, không thể không nhắc đến những thiệt hại mà kẻ tiểu nhân gây ra với con giáp này. Vốn dĩ, bản mệnh đang có được những bước tiến vô cùng thuận lợi trên con đường công danh của mình. Tuy nhiên, như giữa trời nắng bỗng gặp cơn mưa rào, chỉ có thể đổ gió đen đủi mà thôi. Tuổi Dần giỏi giang quá mức cũng có thể trở thành cái gai trong mắt những kẻ xấu tính kia. Bản mệnh tự tin vào những thành quả mình đạt được nên mất cảnh giác, khiến cho chúng có cơ hội để ra tay. Chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể khiến cho những chú hổ phải trả giá khá đắt bằng những công sức mồ hôi nước mắt của mình. Đây sẽ là bài học để bản mệnh nhớ lấy và không mắc thêm sai lầm lần nữa.
Có điều, kẻ tiểu nhân chẳng vì thế mà dừng lại dễ dàng đâu. Chúng còn dễ khiến cho chuyện tình cảm của tôi dần trải qua nhiều xáo trộn, chẳng mấy vui vẻ nữa. Những lời ầm tiếng ve ngoài kia nếu ai không tin thì chẳng là gì. Nhưng với những người dễ bị lung lạc thì có thể sẽ biến nó trở thành lý do cho những trận tranh cãi. Theo tử vi năm 2019, con giáp này chạy lên trời cũng khó thoát họa tiểu nhân. Kẻ tiểu nhân buông lời xúc xiểm càng khiến cho mâu thuẫn gia tăng như được đổ dầu vào lửa. Bạn cần phải bình tĩnh để không mắc bẫy của kẻ xấu bụng kia giăng sẵn ra. Nếu người bạn yêu thương mà bạn không thể tin tưởng thì trên đời này còn có ai có thể tin được đây? Thiếu thời gian dành cho nhau cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho vợ chồng tuổi dần xa cách. Không có hơi ấm tình yêu, thiếu sự cảm thông và chia sẻ khiến cho đôi bên không còn kiên nhẫn để chịu đựng được những sai sót của nhau. Sức khỏe đi xuống. Xem tử vi phương Đông, sức khỏe của tuổi dần trong tháng không được tốt, bản mệnh dễ căng thẳng, mệt mỏi, thiếu ngủ triền miên. Nếu chuyện này tiếp diễn trong khoảng thời gian quá dài thì có thể dẫn đến nhiều hậu họa khôn lường. Hãy tìm cách giải quyết nhanh chóng nhất có thể. Vận hạn của người tuổi Mão. Công việc nhiều trở ngại. Theo dõi vận hạn 12 con giáp tháng năm này, người tuổi Mão cần phải rèn cho mình tính kiên trì mới mong thành công, bởi thời điểm này bạn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Bạn thường xuyên phải đi lại vì công việc, không nói đến mệt nhọc, chỉ riêng phải đi từ nơi này tới nơi khác liên tục cũng đủ áp lực và căng thẳng rồi. Nếu không đủ tình yêu với công việc và lòng quyết tâm bền bỉ thì khó có thể duy trì được lâu dài. Bản mệnh mất nhiều thời gian và công sức cho công việc, nhưng thời gian này lại không được may mắn khi gặp phải đủ chuyện không như ý. Tuổi Mão cảm thấy mình thật đen đủi khi bị nhiều khó khăn cản trở ngành mình đi đến với thành công. Tình cảm mâu thuẫn. Ngoài những vấn đề trong công việc, tuổi Mão còn phải mất thời gian và giải quyết những vấn đề trong tình cảm nữa. Cặp đôi tuổi này liên tục xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn trong nhà. Vấn đề nuôi dạy con cái dễ dẫn đến những cuộc xung đột không hồi kết, không thống nhất được cách thức, bạn và người ấy càng cảm thấy chán nản nhưng lại không thể ngừng thuyết phục đối phương làm theo ý mình, cuối cùng khiến cho đôi bên cùng chịu tổn thương. Ngoài ra, công việc bận rộn cũng khiến cho vợ chồng cầm tin con mèo cảm thấy trống trải khi không có sự hỗ trợ của nửa kia. Mâu thuẫn bùng nổ khi trách nhiệm và nghĩa vụ không được san sẻ mà dồn hết lên đôi vai của một người. Không khí trong nhà căng thẳng tựa dây đàn, chẳng hề tốt chút nào cho tâm trạng của các thành viên trong gia đình. Gia đạo kém an yên có thể gây ra nhiều hệ lụy không mong muốn. Sức khỏe bất ổn. Chính vì những vấn đề trong cuộc sống quá nhiều mà sức khỏe của tuổi Mão bị suy giảm rõ rệt. Bản mệnh khó khăn trong việc tìm kiếm một giấc ngủ ngon lành, không mộng mị. Sức đề kháng càng ngày càng giảm sút. Xem lịch âm dương, mệnh chủ dễ vì thế mà mắc phải các bệnh theo mùa, ốm đau liên miên, không quá nặng nhưng cũng chẳng hề nhẹ chút nào. Bị kẻ xấu lừa gạt. Tử vi tháng 5 năm 2019 còn tiết lộ rằng người tuổi Mão đang dễ bị kẻ xấu lừa gạt, khiến cho tiền bạc trong túi chẳng cánh mà bay. Tiền bạc khó khăn lắm mới kiếm được, nhưng con giáp này chẳng chút cảnh giác mà dễ dàng tin vào lời người khác. Điềm báo cho thấy bản mệnh có thể sẽ bị lợi dụng hoặc lừa gạt tiền trong tay mà chẳng hề hay biết. Vẫn nở nụ cười dâng lên cho đối phương, bạn có thể sẽ bị sốc nặng nếu phát hiện ra chân tướng phía sau. Vận hạn của người tuổi Thìn. Tiền bạc thất thoát. Người tuổi Thìn trong tháng 5 dương lịch này sẽ gặp nhiều khó khăn về tiền bạc. Chẳng những không kiếm được thêm nguồn thu mới mà con giáp này còn chẳng thể nào khiến cho tiền bạc sinh sôi nảy nở như bình thường. Tuy vẫn có tiền chảy về túi nhưng so với nhu cầu chi tiêu trong tháng này của những chú rồng thì quả thực chẳng thấm là bao. Trong khoảng thời gian tới, bản mệnh còn có nguy cơ gặp họa phá tài, tiền bạc vốn đã chẳng có là bao, còn có nguy cơ mất trắng sau những lần đầu tư kinh doanh thiếu hiệu quả. Ngoài ra, việc vay mượn tiền bạc cũng có thể đem đến khủng hoảng cho con giáp này. Bản mệnh cần phải phân biệt sạch sòi giữa biết tiền bạc và tình cảm. Có thứ tình cảm không thể đong đếm được bằng tiền, nhưng có những thứ tình cảm thực sự không đáng nhắc đến nếu phải dùng tiền bạc để níu giữ. Bản mệnh cần phải tỉnh táo để tránh việc cho vay mượn không đúng nơi, đúng người. Đừng vì cả nể mà đứng ra vay lãi, thế chấp, tự dưng gánh cục nợ vào người mà chẳng được hưởng lợi gì. Chỉ thấy phần thiệt thòi ngay trước mắt. Vận hạn của người tuổi Tỵ. Tình cảm không như ý. Tình cảm là chuyện khiến cho tuổi Tỵ mệt mỏi nhất trong thời điểm này. Hết hiểu lầm này tới mâu thuẫn rồi lại gian hòa, xong xuôi đâu đó lại bắt đầu lại từ vòng tròn hiểu lầm, mâu thuẫn, gian hòa.
Bạch Mệnh chưa thực sự bình tĩnh mà hay đưa ra những nhận định võ đoán dựa theo cảm quan của mình nên không ít lần làm cho đối phương tổn thương. Bản thân tuổi Tỵ cũng nhạy cảm quá mức nên có khi chẳng có gì mà cũng tự buồn thương chính mình. Gia đình có những khóc khuất mà mọi người cần phải tìm cách cùng nhau tháo gỡ thay vì lờ đi như không biết đến. Bản mệnh đã đủ trưởng thành để đưa ra quyết định của chính mình. Người tuổi Tỵ nếu còn độc thân thì hãy mở lòng mình mà đón nhận tình cảm, đừng trốn tránh mãi nữa. Có thể bạn sợ tổn thương, sợ bị lừa dối, song có những chuyện không thể nào trốn cho xong, có những lúc bạn sẽ thấy sự cô đơn còn kinh khủng hơn nữa. Dễ gặp tai họa bất ngờ. Tình hình sức khỏe của tuổi Tỵ trong tháng này không được xem là tốt khi bạn dễ phải đối mặt những mối nguy hiểm khi tham gia giao thông hay các hoạt động ngoài trời, tai họa bất ngờ khiến chẳng ai có thể lường trước được. Ngoài ra, sức đề kháng suy yếu cũng khiến cho bản mệnh dễ mắc phải các bệnh về thời tiết, ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Công việc bị cản trở. Sự nghiệp của tuổi Tỵ trong tháng 5 năm 2019 không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm. Bản mệnh có thể bị kẻ khác cản đường bằng nhiều phương thức khác nhau. Có thể là những lời đồn đại thị phi, có thể là lời xúc xiểm, đâm lén sau lưng. Bản mệnh nếu không đủ kiên cường thì có thể dễ dàng gục ngã trước những đòn tấn công dồn dập đó. Nhưng nếu bạn quyết tâm giành lấy những gì mình muốn thì vẫn có thể có cơ hội thành công cao. Vận hạn của người tuổi Ngọ. Đào hòa vượng, hóa đào hòa dữ. Tìm hiểu về vận hạn 12 con giáp tháng 5 dương dực này, người tuổi Ngọ hào hứng đón đào hòa tới, có nhiều cơ hội để tìm kiếm tình yêu khi bản mệnh quen biết được thêm nhiều người khác phái. Tuy nhiên, đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa dữ khi mà con giáp này chưa biết cách để kiểm soát bản thân. Đứng trước quá nhiều sự lựa chọn có thể khiến cho bản mệnh hoa mắt mà quên đi những giá trị thực tế, lựa chọn sai lầm cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ lẫm. Sự ngộ nhận trong tình cảm có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, chẳng những tổn thương tình cảm mà tuổi Ngọ còn có thể thiệt hại cả về thanh danh, tiền bạc cũng chẳng biết chừng. Dễ mất tiền vì tình. Trong tháng 5 năm 2019, những chú ngựa chẳng thiếu tiền tiêu đâu, thậm chí bạn còn có thể thu về không ít tài lộc trong tay nữa cơ. Nhưng phải nói đến nguy cơ mất tiền là vì con giáp này khi yêu trái tim để lên đầu chẳng còn tỉnh táo và sáng suốt nữa mà hay quyết định dựa theo cảm tính. Bị tình yêu làm cho mù quáng, bạn khó có thể phân biệt giữa yêu thương chân thành và lợi dụng, chẳng nhìn ra được bộ mặt của kẻ đều cáng mà tự tay dâng tiền lên cho kẻ chẳng đáng tin, chẳng đáng dâng tình cảm cho. Vận hạn của người tuổi Mùi, tiểu nhân rình rập. Tháng 5 dương lịch là thời điểm mà tuổi Mùi sẽ đón nhiều tin vui về công danh sự nghiệp khi bạn liên tiếp gặt hái được không ít thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, không thể không nhắc đến những nguy cơ mà bản mệnh đang phải đối mặt nếu không đủ sáng suốt để tránh xa những kẻ tiểu nhân xấu bụng đang bày mưu tính kế hiểm độc. Bản mệnh có thể sẽ mắc sai lầm bởi con người ai lại không mắc sai lầm cơ chứ? Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở đó mà kẻ tiểu nhân có thể sẽ nhằm vào sai lầm đó để công kích bản mệnh, khiến cho tuổi Mùi thiệt hại nghiêm trọng đến danh danh và uy tín của mình trong công việc. Tình cảm còn trở ngại. Đường tình duyên không như ý khiến cho tuổi Mùi cảm thấy thực sự thất vọng với chính bản thân mình. Không phải không có ai theo đuổi, có nhiều người thầm thương và ngỏ lời, nhưng những chú dê còn để cho bản thân mình lạc lối trong quá khứ. Những chuyện đã qua đi mà vẫn cứ nhớ mãi đến thì sao có thể mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc trong hiện tại. Bản mệnh có thể vì thế mà bỏ lỡ không ít mối nhân duyên tốt từng đến với mình. Vận hạn của người tuổi Thân. Kẻ xấu hãm hại. Xem tử vi năm 2019, trong tháng năm nay, tuổi Thân có thể phải mất rất nhiều thời gian và công sức để giải quyết những rắc rối nơi làm việc đó. Bạn để mình vướng phải những mớ bòng bong không lối thoát, không xử lý tốt các mối quan hệ xã giao khiến cho chuyện tệ hại lại càng thêm tệ. Bản mệnh chẳng màng đến việc của mọi người xung quanh, cũng chẳng biết quan sát nhân tình thế thái, có thể vì thế mà có lỡ đắc tội với người khác lúc nào cũng chẳng hay. Bị gầy khó dễ, còn giáp này cũng chỉ cho đó là chuyện thường mà chẳng hề quan tâm tìm hiểu để giải quyết vấn đề một cách triệt để. Cuối cùng, bao công sức bỏ ra mà chẳng thu về được thành quả. Lòng tin đặt nhầm chỗ khiến cho tuổi Thân phải trả giá khá đắt. Chẳng những bị lãng mạn còn bị vướng phải thị phi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường thăng tiến sau này. Tình cảm trục trặc, đường tình duyên của tuổi Thân trong tháng 5 chẳng lúc nào được suôn sẻ như ý. Bản mệnh và người ấy không ngừng nảy sinh tranh cãi, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ để chẳng hề tìm được tiếng nói chung, đã mâu thuẫn lại càng thêm căng thẳng.
Với các cặp đôi thì còn một nguy cơ mà tuổi thân cần phải đối mặt, đó chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của mình. Đừng cho rằng mình tội nghiệp, đen đủi bởi chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Đừng suy nghĩ tiêu cực mà hãy tỉnh táo nhìn nhận đúng theo sự khách quan của mình để từ đó đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Đừng để mình đã sai lại càng thêm sai. Người độc thân tuổi này cần phải mạnh dạn theo đuổi tình cảm của mình, nếu không bạn sẽ càng phải đối mặt với cảnh cô đơn khi bạn bè xung quanh ai cũng có đôi có cặp hết cả. Vận hạn của người tuổi Dậu dễ gặp phiền phức liên quan tới pháp luật. Mặc dù tử vi tháng 5 của tuổi Dậu về sự nghiệp khá tốt, nhưng vẫn có điểm báo cho thấy con giáp này có thể sẽ phải gặp phải rắc rối liên quan đến giấy tờ, nghiêm trọng hơn nữa là dính dáng đến pháp luật. Với những chuyện liên quan đến giấy tờ hay số tiền lớn, cần phải thận trọng từng chút một, đừng ngại học hỏi từ những người có kinh nghiệm, nếu không bạn hoàn toàn có thể có nguy cơ gặp phải rắc rối cực lớn. Làm ăn buôn bán trên thương trường như chiến trường, tham cái lợi trước mắt mà bỏ qua cái hại phía sau thì sớm muộn gì cũng dễ gặp chuyện mà thôi. Cần tự nhắc mình để giữ an toàn cho chính bản thân. Tình duyên chưa tới, theo dõi lịch vận niên năm 2019, người tuổi Dậu trong mong chờ tình yêu nhưng chờ mãi chẳng được như ý. Cuộc tình này đến rồi đi, để lại bao tổn thương trong lòng. Bạn mệnh chẳng muốn mạo hiểm thêm nữa với trái tim của mình. Lời khuyên của lịch ngày tốt dành cho bạn mệnh là hãy sống đúng với cảm xúc của mình, đừng để những lời lẽ của người khác làm ảnh hưởng, càng đừng vì tuổi tác hay cô đơn mà gật tạm đồng ý yêu thương, thậm chí là kết hôn với những người mình chẳng hề có cảm tình. Vận hạn của người tuổi Tuất, tiểu nhân quấy phá, trong tháng có biến động về công việc, tuổi Tuất có khá nhiều việc để làm. Tuy nhiên, cũng vì bạn quá bận rộn nên chẳng hề cảnh giác, càng dễ để lộ sơ hở khiến cho tiểu nhân bày mưu tính kế mà hãm hại. Tiểu nhân không chỉ khiến cho công việc của bản mệnh bị cản trở mà còn có thể khiến cho tài lộc của tuổi Tuất tổn hao đáng kể. Tiền bạc kiếm được nhưng chưa chắc đã được tiêu, bản mệnh cần phải cẩn thận kẻo bị lừa lọc mà chẳng hề hay biết. Tới lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn màng. Tình cảm không như ý. Đường tình duyên của tuổi Tuất trong tháng 5 năm 2019 dương lịch này không được tốt, nhất là với các cặp đôi thì dễ nảy sinh tranh cãi, dễ chia tay, rạn nứt tình cảm. Cả hai người không có nhiều thời gian để chia sẻ, tâm sự với nhau, có lẽ cũng vì thế mà khoảng cách ngày càng lớn, tình cảm cũng theo đó mà phai nhạt. Thiếu tin tưởng vào đối phương, tình yêu không được như ngày đầu nữa. Người độc thân kén chọn quá nhiều, đặt cho chính bản thân mình nhiều tiêu chuẩn, càng chẳng chấp nhận tình yêu của mình tầm thường nên hết lần này tới lần khác từ chối tình yêu, chẳng chịu mở cửa lòng mình. Vận hạn của người tuổi Hợi, tài lộc thất thoát. Tuổi Hợi trong tháng năm nay chẳng thể nào tiêu xài thoải mái được bởi nguồn thu chẳng có là bao, chứ đừng nói là tiền bạc dư dôi. Còn giáp này đang phải đối mặt với khá nhiều vấn đề, chỉ có tiền mới có thể giúp bạn được lúc này. Chuyện đầu tư kinh doanh dễ đi đến đổ vỡ khi mà bản mệnh không có kiến thức chuyên môn, không có hiểu biết về thị trường, tự mày mò mà đi thì dễ ngã xuống bất cứ lúc nào. Tiền bạc trong tay còn giáp cũng mất mát khá nhiều khi có người khác vay mượn tiền bạc, cả nề chỉ cho mượn miệng chứ chẳng có giấy tờ chứng minh, đảm bảo quyền lợi cho mình, cơ lỡ gặp chuyện thì chỉ biết kêu trời, trời chẳng thấu, kêu đất, đất chẳng hay. Buồn phiền về tình cảm. Xem tử vi vận hạn 12 con giáp tháng 5 dương lịch, người tuổi Hợi đang gặp nhiều chuyện buồn về tình cảm. Bản mệnh chán nản và cô đơn khi không tìm được người để chia sẻ tâm tình, không biết phải làm thế nào để giải tỏa căng thẳng. Các cặp đôi không đồng nhất quan điểm, dễ vì thế mà bùng nổ tranh cãi. Có những chuyện chẳng đáng để nói cũng được đem ra mổ xẻ, rồi những chuyện xưa cũ cũng được lôi ra, khiến cho tình cảm đã nguội lạnh còn bị tổn thương. Gia đình thiếu hòa khí, các thành viên không đủ quan tâm đến nhau, căn nhà trở thành trốn đi về chứ không còn là tổ ấm. Khoảng cách giữa các thành viên càng ngày càng lớn, cảm giác hạnh phúc cũng theo đó mà càng ngày càng ít ỏi hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.